Chào mừng bạn đến với kênh nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Pham. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Health Healthy Mega được sản xuất tại Health Anh. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Heo Health, Healthy Mega cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Heo Health, Healthy Mega Vitamin A 1250 U 375 UG Vitamin E 135 U 90 mg Thiamin vitamin B1 85 mg Niacin vitamin B3 105 mg Folic acid 400UG Biotin 200UG Vitamin K 12UG Iron T 10mg Iodine 235UG Manga 2mg Chromium 200UG Boron 100UG Vitamin D 440U 11UG Vitamin C 300mg Riboflavin vitamin B2 100mg, vitamin B6 pyridoxin 10mg, vitamin B12 110UG, pantothenic acid vitamin B5 51mg, và các thành phần khác. Dạng bảo chế Viên uống Công dụng và chỉ định của Health Healthy Mega Công dụng giúp bồi bổ và tăng cường sức khỏe cho các trường hợp chán ăn, mệt mỏi, suy nhược cơ thể, người mới ốm dậy, người trung niên và cao tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú. Hỗ trợ cải thiện chức năng tiêu hóa, tăng cường khả năng miễn dịch. Chỉ định: Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi. Người mới ốm dậy, suy nhược cơ thể, chán ăn, mệt mỏi. Phụ nữ có thai và cho con bú, người trung niên và người cao tuổi cách dùng và liều dùng của Healthit Healthy Mega cách dùng sản phẩm dùng đường uống liều dùng uống một viên một ngày chống chỉ của Healthit Healthy Mega không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm lưu ý khi sử dụng Healthit Healthy Mega đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh hy vọng qua những chia sẻ trong video này của trường anh pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm heo Health ít heo thi mega đồng thời biết cách sử dụng heo ít Health heo thi mega sao cho đúng và hiệu quả nếu có thắc mắc khác hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham